Xin chào các bạn. Tôi xin trình bày về cái mô hình mạng tổng quát được triển khai trên hệ thống Linux. Mô hình mạng chính gồm máy chủ thứ nhất đóng vai trò firewall và proxy để chia sẻ kết nối cho các cái máy bên trong mạng LAN đi ra Internet thông qua một đường line ADSL và triển khai cơ chế firewall để giới hạn các kết nối từ bên trong ra bên ngoài. Chẳng hạn, giới hạn user không được phép truy cập vô một số trang web nào đó. Và trên firewall đóng vai trò public các cái server web mail để các cái client trên internet có thể là truy cập web mail bên trong mạng LAN. Máy chủ thứ hai cài dịch vụ DNS và DHCP, máy này có IP là 10.0.0.2. Máy này đóng nhiệm vụ là phân giải tên cho mạng LAN bên trong và phân giải tên cho môi trường internet. Dịch vụ thứ hai cài trên máy này là DHCP, đóng vai trò cấp IP tự động cho các máy trong mạng LAN. Máy chủ thứ ba có IP là 10.0.0.3. Trên máy chủ này sẽ triển khai dịch vụ APAS để làm web server. Dịch vụ thứ hai cài trên máy này là dịch vụ Postfix để cho máy này trở thành mail server. Dịch vụ web và mail trên máy này có thể được truy cập từ các cái máy ở bên ngoài internet đi qua firewall và truy cập vô trong máy này. Toàn bộ các hệ điều hành đang sử dụng trên các server đang sử dụng cái hệ điều hành là Linux, hệ điều hành SenOS. Bây giờ tôi xin giới thiệu về các cái bước chuẩn bị ban đầu cho hệ thống. Mô hình mạng sử dụng đây 3 máy. Máy thứ nhất là firewall, máy này tên server 1. Máy 2 là server 2 đóng vai trò DNS DHCP và máy thứ ba là server 3 đóng vai trò là web và mail server. Trước tiên chúng ta cần phải đi đặt tên máy. Cái máy này có tên là server 1. Tuy nhiên các bạn có thể đặt lại tên máy theo cách như sau. Ví dụ chúng ta dùng lệnh vi etc sysconfig network. Rồi, tại đây chúng ta có thể nhập tên máy vô. Ví dụ cái máy này tôi nhập là hotname bằng server1.nhatnga.com. Sau khi nhập xong thì các bạn nhấn shift hay nhấn x để lưu lại. Và nhớ là sau khi đặt tên máy xong chúng ta phải reboot lại máy tính. Reboot lại máy tính thì tên máy có hiệu quả. Chúng ta có thể kiểm tra lại bằng lệnh hotname Enter để kiểm tra tên máy. Bước thứ hai, chúng ta tiến hành đi đặt địa chỉ IP cho các cái LAN card. Chúng ta gọi là ifconfig. Máy này có hai card mạng. Card ETH1 IP đã được đặt là 10.0.0.1. 10.0.0.1. Đây, 10.0.0.1. Và card là ETH0. Cạp này là cạp bên trong, có địa chỉ là một à cạp, xin lỗi, cạp này là cạp bên ngoài. Có IP 192.168.1.10. IP mặt ngoài. IP mặt ngoài. Còn cạp ETH1 là cạp ở mặt trong là 10.0.0.1. Nhưng IP này đặt theo cách nào thì chúng ta có thể dùng lệnh như vậy: vi etc sysconfig sysconfig
Shared network. Strip. ETH. IPCFG. ETH0. Nha, cài ETH0. Nếu cả ETH1 thì tại đây chúng ta gọi là ETH1. Enter. Rồi, tại đây chúng ta khai báo IP. Khai báo IP cho cái càng này. Đây. IP address là 192.168.1.10. Netmask, rồi network. Gateway của nó, ha, gateway của nó. Rồi sau khi nhập xong thì chúng ta sẽ nhấn shift 2.x. Tuy nhiên để đặt IP nhanh cho các mạng chúng ta có thể dùng lệnh như sau. Setup. Đó là setup. Tại đây chúng ta chọn cái mục network configuration. Rồi tại đây hiện ra hai card. Ví dụ chúng ta muốn đặt IP cho card ETH0 thì enter tại đây. Và tại đây chúng ta tiến hành đặt IP ha, đặt IP. Đặt IP. Sau khi đặt xong thì chúng ta nhấn OK. Tương tự như vậy chúng ta có thể đặt IP cho card ETH1. Rồi OK. Rồi quiz. Phần firewall tại đây thì trong cái phần này chúng ta chưa giới thiệu về firewall, do đó để đảm bảo sự liên lạc với các máy không bị giới hạn thì chúng ta sẽ chọn disable ha, firewall disable, và CentOS chúng ta cũng để là disable và OK. Rồi quiz. Nhớ là sau khi đặt IP xong thì chúng ta phải dùng, phải restart lại cái dịch vụ network service network restart. Okay. Tương tự như vậy chúng ta đặt IP và tên máy cho cái máy thứ hai, server 2 DHCP, kiểm tra IP của nó, ifconfig enter. Máy này có một càng thôi, 10.0.0.2 10.0.0.2 10.0.0.2. Gõ lệnh setup kiểm tra cache sheet etc sheet sysconfig sheet network if eth0. Chúng ta thấy cái máy này có default way là 10.0.0.1, có nghĩa là cái máy này đây default way của nó là 10.0.0.1, sẽ chỉ đến đây, chỉ đến đây. Tương tự như vậy chúng ta cái máy này web chúng ta cũng phải đặt default way chọn cho đây thì nó mới đi ra từ bên ngoài. Nhớ lệnh if config kiểm tra máy này. Máy này là 10.0.0.2 và cái máy mail. Rồi, if config. Rồi, máy này có IP là 10.0.0.3. Bây giờ chúng ta kiểm tra sự liên kết giữa ba máy này có thành công hay chưa. Chúng ta dùng lệnh ping. Tại đây tôi từ cái máy thứ ba tôi gõ lệnh ping 10.0.0.1. Rồi kết quả thành công. Rồi từ đây tôi ping qua máy 10.0.0.2 và kết quả thành công. Và ping đến chính nó. Rồi, kết quả thành công. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong các bước ban đầu. Đặt tên máy, đặt IP cho các máy tính và đảm bảo là giữa các cái máy tính này phải liên lạc với nhau. Trong phần sau tôi sẽ xin trình bày về việc triển khai cái dịch vụ DHCP trên cái máy server 2. Cái máy này sẽ đóng vai trò cấp IP cho các cái máy ở trong mạng LAN một cách tự động.
Rồi, xin chào các bạn.